Ngày nay, chúng ta thường tự tạo áp lực cho chính mình để trông thật hoàn hảo. Vâng, Vicky, chúng tớ hiểu mà. Nhưng nếu là một cô gái ở thời đại này, bạn sẽ nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Ôi trời, chiếc quần jean này chật quá đi mất. Có thể là do nó đã được nhét đầy với những miếng băng khổng lồ. Rõ ràng là bạn sẽ có những đường cong tuyệt vời, nhưng mà nó khó chịu lắm đấy. Chúng tớ sắp sửa cho bạn biết một số mẹo vặt làm đẹp độc đáo nhất đây. Hình như hôm nay là ngày chụp ảnh ở trường. Thôi nào, càng đợi lâu, chúng ta càng trở nên lo lắng. Sophia, đến lượt cậu đó. Eo ơi, đêm qua cậu không ngủ à Lily? Tớ không biết mình có thức nổi để chụp không nữa. Tớ vẫn ổn để chụp ảnh, đúng không? Hôm nay cậu chưa soi gương à Lily? Ôi không, những vết thâm dưới mắt tớ thật xấu xí. Tớ có kem che khuyết điểm, nhưng không chắc màu này phù hợp với cậu. Nhưng thỏi son này sẽ có ích. Những thứ này sẽ cứu cậu đấy, tin tớ đi. Gì chứ, son môi cho vết thâm quầng ư? Tớ sẽ thử mọi thứ vào lúc này. Nếu bạn có quầng thâm dưới mắt, son môi đỏ sẽ được dùng để xóa màu của vết thâm. Đơn giản, chỉ cần chấm nhẹ nó như thế này. Một khi đã làm xong, hãy lấy cọ để tán cho đều nhé. Đúng rồi, cứ thế. Các màu sẽ sớm hòa tan lẫn nhau ngay thôi. Nhưng để xóa màu sót lại, hãy thoa một ít kem che khuyết điểm lên nhé. Một khi bạn đã bôi xong, hãy dùng cọ trang điểm để tán đều. Đẹp rồi đấy. Ôi, vết thâm biến mất rồi kìa Lily. Đây là một mẹo tuyệt vời. Này, hình như đến lượt cậu rồi đấy. Vicky đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy Lily. Nhưng năm sau, cố ngủ một chút trước ngày trọng đại nhé. Nên chụp này đỉnh quá Amy ơi. Tạo dáng tiếp đi. Đến đây xem thử nào. Sophia, ngón tay của cậu làm hỏng bét rồi. Tôi không cố ý, tôi thề đấy. Thật là lãng phí. Chờ chút, ra đó lại lần nữa đi. Yay, một buổi chụp hình khác. Không phải mọi phép thuật đều được thực hiện đằng sau máy ảnh. Ngón tay này ở ngay trước mặt nó. Xuyệt, Amy, ra khỏi đây đi. Này, tay tôi. Wow. Cẩn thận đó các ngón tay. Tôi có thể đánh trả, cậu biết mà. Hả? Ui da. Thời gian yêu thích của tôi trong ngày. Bữa trưa. Nhưng người hẹn đi ăn cùng tôi đâu rồi? Ít nhất tôi có thể giết thời gian bằng cách lướt Instagram. Hình như mọi người đều có một bữa trưa vui vẻ trừ tôi ra. Hashtag này thật đáng ghét. Đợi một chút. Nếu bạn thực sự muốn làm cho bữa ăn trưa của bạn trông thật hơn, hãy cắm tai nghe vào điện thoại để bạn có thể điều khiển nó từ xa. Bây giờ, đặt điện thoại vào gậy selfie và để lên ghế đối diện. Ồ, hoàn hảo, trông giống như người bạn đi cùng đang chụp những bức ảnh đó. Tự chụp ảnh, tự tung một mình thật dễ dàng. Này cô gái, xin lỗi tôi đến trễ. Đừng lo, tôi đã tìm ra cách để giải trí. Bạn đã ăn mà không có tôi? Không hẳn vậy. Bạn thật nhiều ý tưởng Sophia. Ai đã làm điều này với Vicky? Đừng lo lắng cô gái, chúng tôi sẽ tìm thấy con quái vật đã làm điều này với bạn. Nhưng trong lúc này, để tôi chụp vài bức ảnh đã. Để thực hiện những tấm hình ngớ ngẩn này, bạn chỉ cần nhảy xuống hồ bơi và ở cạnh người bạn của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cột tóc đuôi ngựa. Cô bạn kia giữ tóc của bạn trong khi họ ngồi đối diện, hướng ngược lại và đầu cúi xuống. Được rồi Vicky, bức ảnh này rất tuyệt, nhưng nó sẽ không khiến bạn trở nên nổi tiếng đâu. Đừng tự lấy đồ mình xuống nhé. Giờ là lúc đăng nó lên Instagram rồi. Hôm nay là chủ nhật và bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Ngày dọn dẹp nhà cửa và phủi bụi những chiếc đèn này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Wow Amy, đang buồn ngủ hả? Đợi một chút,
tôi có ý tưởng tuyệt vời chưa từng có. Đừng di chuyển, để có được vẻ thanh tao này, hãy chải đều tóc ra và đặt những bông hoa xinh xắn quanh đầu. Rất đẹp đấy. Nicky, cậu trông rất tuyệt, nhưng mà cậu biết là không có chiếc điện thoại nào trong ốp cả, phải không? Trời ơi, chắc đống đồ trang điểm đã làm cô ấy mất tỉnh táo rồi. Đợi một chút, có vẻ như chuyển động tay của cô ấy đang điều khiển camera của tôi. Wow, bạn có thấy điều đó không? Cậu làm thế nào vậy hả Vicky? Ui, cẩn thận nào. À, mà tốt hơn, cậu trông xinh thật đấy, nhưng hãy nói cho chúng tôi biết bạn đang làm trò này thế nào vậy? Hóa ra là trò gương thần cổ điển. Coi nào, Haley đang lặp lại chuyển động tay của Vicky trong một phần nghìn giây sau khi cô ấy thực hiện chúng, để có vẻ như Vicky đang điều khiển camera điện thoại vậy. Hãy nhìn họ ăn ý với nhau thế nào kìa. Hậu trường về ảo thuật tình bạn là đây. Ôi Sophia, bạn thực sự uyển chuyển đấy. Oh yeah, tôi thấy bạn rồi. Ái chà, bạn đang ngồi trên cái gì đó? Tôi không thấy bất cứ cái gì dưới cô ta cả. Bạn thì sao? Ồ, tôi hiểu rồi. Ami đang điều khiển Sophia với chiếc dây kìa. Quả là một nghệ nhân rối bậc thầy. Quả là một màn trình diễn mượt mà đấy. Chết tiệt Vicky. Cậu đã bao giờ nghe cô nói hôn nhau trong tối chưa? Jeez, thư giãn đi. Cậu sẽ nuốt sống anh ta mất gái ạ. Vicky, chúng tôi biết cậu thích trái cây, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Chà, ăn táo mỗi ngày, bệnh tật cáo luôn mà lại. Được rồi, Vicky, lần này là gì nữa đây? Ái chà, một trò phù thủy cơ đấy. Một quả cầu lơ lửng à? Hẳn là cái băng đô đó mang lại cho Vicky sức mạnh ma thuật rồi. Được rồi, Harriet Potter, lật bài đi, hãy cho chúng tôi biết bí mật của bạn. Một cái muôi. Lẽ ra ta phải đoán được chứ, cậu đang ở trong bếp mà. Ôi chào, rắc rối gấp đôi. Mì gà, món ưa thích của tôi. Cái gì đó? Chắc đèn lại hỏng rồi. Cần cái này không? Ở yên đó, cậu đang làm gì thế? Trông cậu như bị nhốt đấy. Cậu bị kẹt bên trong bóng đèn rồi. Hai điểm nữa là mình thắng rồi. Ơ kìa, đừng có chụp hình tới nhé, David. Đẹp không? Giữ lấy. Ừ, ok. Càng lúc càng kỷ lục. Tạo dáng nhiều làm tớ khát quá. Có vấn đề gì hả? Tớ sẽ lấy cái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đá đây à? Ở yên đó nhé. Trò này khiến Brian như đang ở dưới nước vậy. Nhìn này. Wow, không có nơi nào bằng nhà cả. Cậu đi chỗ khác đi. Kệ cậu. Thật đấy hả? Tớ chuẩn bị đi hẹn hò mà. Thôi mà anh bạn. Được rồi. Wow. Cậu đang nghĩ giống tớ sao? Trước hết, quay cảnh với gió thế này, rồi tận hưởng sản phẩm hoàn thiện. Tuyệt vời. Có gì uống không nhỉ? Xem nào. Cái này không được. Ồ, cái này lạc vào đây khi nào vậy? David, không, tớ thấy trước mà. Chờ đã, tớ quên đóng tủ lạnh mất tiêu. Ok, tiếp tục nào.
Cậu thua rồi. Sao cũng được. Chờ chút, cậu đang phân tích vẻ đẹp trai của tớ à? Ok, đứng im thế. Chơi đùa cùng góc chụp cực kỳ vui luôn nhé. Lần này cho tớ bằng cái chai đi. À, cứu tôi với. Xem này, không cần chỉnh sửa luôn. Nhìn mặt cậu đi. À ha, trông tuyệt quá bạn tôi ơi.